Cô gọi điện cho ai vậy? Gọi điện cho Mão, bà ngoại với ông ngoại nữa. Giỏi quá à. Hỏi hai Mão có ăn. Bùi hỏi hai Mão có ăn bánh gì không nè, Bùi mua. Điện thoại hỏi đi. Thôi mình đi tiếp nè. Đi siêu thị mà cầm điện thoại alo miết vậy hả? Gọi cho ai nữa vậy? Gọi cho Mão hả? Rồi bỏ điện thoại vô giỏ luôn đi, rồi ra tính tiền đi nè. Con có nhiều đồ đó mà nặng quá mẹ ơi hả? Để xách về. À, điện thoại, bánh tán, cái sự tinh nữa nè. Nặng quá à. Thôi đi về. Để xách ra, xách ra cho mẹ. Xách ra đây mẹ xách. Đây mẹ xách cho. Nặng quá, em ấy nặng quá.